ta thì có hạn, cho nên là chị trình bày mang tính chất tổng quan hơn là những cái gì sâu xa hơn của nó. Thì tôi biết này các chị, chúng ta nói tới xương, nói tới bệnh lý của cơ xương khớp thì chúng ta đã biết rồi, trong cái tư tưởng của các chị cũng như là của người bệnh, người ta muốn nghĩ tới xương. Hãy nói tới bệnh của cơ xương khớp là chị quan, tại sao này thì em ra thì trong những năm gần đây thì chúng ta thấy siêu âm cơ xương khớp nó phát triển rất là mạnh. Lý do là về kỹ thuật, về máy móc người ta phát triển tới cái độ phân giải rất là cao. Vì vậy mà trong các cái hội nghị về chẩn đoán hình ảnh, nhất là những hội nghị về siêu âm trên thế giới thì người ta siêu âm cơ xương khớp là một cái chủ đề rất là hot. Và hôm nay thì xin trình bày một số vấn đề liên quan như sau. Bài gồm có một số cái phần, thứ nhất là những cái hình ảnh siêu âm của cái thành phần trong khớp. Chúng ta đã biết là cơ xương khớp thì nó có cơ, có gân, có dây chằng và xương. Thì hình ảnh siêu âm nó sẽ như thế nào? Và tiếp theo thì nếu thời gian còn lại thì tôi sẽ xin đưa ra một số cái hình ảnh siêu âm của một số cái bệnh lý thường gặp, đặc trưng của siêu âm cơ xương khớp. Cái lợi thế của siêu âm trong cái cơ xương khớp là các cái gân cơ ở cái chi nó nằm ở rất là nông, cho nên là về cái siêu âm có độ phân giải cao thì đầu dò tần số khoảng 7.5 tới 20 GHz thì ta xem được cấu trúc nông rất là tốt. Và siêu âm được xem là một cái kỹ thuật hiển thị tức thì duy nhất, đó là real time, cho nên là thí dụ như một ổ áp xe chúng ta chụp hình MRI hay là chúng ta CT, ta thấy cái hình ảnh nó cố định. Còn siêu âm chúng ta có thể ấn ép về mặt các phân tích để chẩn đoán, không phải là chỉ dựa vào khả năng mà dựa vào cái tương quan với cái lực ánh, tương quan với điểm đau và nhiều cái thuận lợi khác. Và hạn chế của nó ở một số cái vùng nhỏ, nhiều cái vùng quá nông quá nhỏ thì hình ảnh nó nhỏ, nó khó phân tích, nhưng mà chúng ta khắc phục được bằng cách là chúng ta có thể cho cái tổn thương nó xa cái đầu dò ra bằng cách là dùng cái điểm lót để chắc những cái chỗ gồ ghề, những cái chỗ mà có lọt khí làm cho hình ảnh nó xấu đi. Thì cái việc ấn chẩn nó lấy được cái tương quan giữa cái tổn thương và cái bệnh lý của bệnh nhân. Ví dụ một cái trường hợp một bệnh nhân chấn thương ngực vô chụp X quang thì cái người bác sĩ chụp X quang đôi khi không có biết được rõ ràng cái bệnh sử của bệnh nhân. Thứ hai nữa là không biết rõ được điểm đau, cho nên tìm tổn thương với tìm hết rất là phức tạp. Trong khi đó siêu âm chúng ta tương quan trực tiếp bệnh nhân thì biết rõ được cái điểm đau của chú, từ đó khu trú cái vùng chúng ta khảo sát. Còn ngoài ra thì một cái lĩnh vực rất là lớn là siêu âm can thiệp. Và siêu âm can thiệp dần dần rất là phát triển. Trong đó có can thiệp để chẩn đoán và can thiệp để điều trị. Về kỹ thuật thì chúng ta tối thiểu phải dùng đầu dò tối thiểu phải được 7.5 MHz. Chúng ta không có mặc định, chúng ta không nghĩ là mình đã biết nó rồi dùng cái đầu dò bụng. Tức là một số chỗ không có nó đầu dò 7.5 MHz lại dùng đầu dò bụng để xem cái khớp, rồi sẽ trả lời cho người ta như vậy thì cũng được, ít nhất phải được 7.5 và cao hơn nữa có thể tới 10 và 12 mươi hạt cũng tốt. Và đầu dò 3.5 mươi hạt là cái đầu dò cong để khảo sát bụng thường xuyên này, nó sẽ có tác dụng trong những trường hợp chúng ta thấy cái tổn thương nó quá lớn và quá sâu. Thì chúng ta biết là cái đầu dò mà phân giải càng cao thì nó cái phân giải ở độ sâu, ở lớp sâu của nó rất là thấp. Chính vậy chúng ta sẽ bổ sung thêm bằng cái đầu dò này để xem toàn cảnh cái tổn thương. Và chúng ta cần phải kết hợp giữa cắt ngang và cắt dọc. Cái điều này là làm siêu âm ở đâu chúng ta cũng vậy, ta mặc dù là làm siêu âm 2D nhưng mà cái hình ảnh tổn thương ở trong đầu chúng ta suy nghĩ là 3D, phải kết hợp giữa cắt ngang và cắt dọc. Một số cái hình ảnh như những cái tổn thương bị xương rất là nhỏ thì nếu mà chỉ một mặt cắt thì chúng ta sẽ dễ bị nhầm với những cái gò, những cái màu của xương, cho nên là phải hai mặt cắt vuông góc nhau để quyết định cái đó là sự tổn thương hay không. Và kết hợp với siêu âm Doppler có độ phân giải rất cao. Và về
về mặt những cái tổn thương mà nó quá lớn quá rộng so với một lần cái đầu dò, thì chúng ta có thể dùng cái kết hợp chuột đầu dò nối hình. Kỹ thuật này nó phải chúng ta phải luyện kỹ năng chút xíu, trong khi đó những cái máy mới thì nó có cái hình toàn cảnh panorama, chúng ta chỉ cần chuột đầu dò đoạn dài thì nó sẽ tái tạo lại thành một hình, như vậy thì nó sẽ chính xác hơn. Ví dụ như cái hình này là cái hình chuột quanh cái khớp gối. Về chỉ định siêu âm cơ xương khớp thì chúng ta biết là nó rất là rộng rãi. Cái này là theo cái khuyến cáo của Hiệp hội siêu âm Mỹ. Thì theo cái khuyến cáo này thì chúng ta biết là tới khoảng 10 liệt kê hơn 12 cái chỉ định, là bao hàm rất là nhiều cái vấn đề liên quan tới bệnh lý cơ xương khớp. Trong đó có đau rối loạn chức năng, trong chấn thương, trong bệnh lý gân dây chằng, trong viêm khớp, viêm bo hoặc dịch, rồi tìm những vật thể lại trong khớp, tràn dịch khớp, cái này thì rất là thường. Và đôi khi cái người bác sĩ siêu âm cứ hiểu nhầm là siêu âm chỉ để coi coi khớp có dịch hay không, đó là không phải. Coi khớp có dịch hay không chỉ là một bước rất là sơ đẳng của siêu âm, trong đó còn nhiều thứ sẽ làm được. Trong đó cái siêu âm dây thần kinh cũng càng ngày càng phát triển, và nó sẽ giúp cho hướng dẫn những cái can thiệp mà dưới hướng dẫn của siêu âm, ví dụ như gây tê vùng rất tốt. Ngoài ra còn việc đánh giá cái khối u, về khối u của phần mềm ngoài da, chúng ta ở gần da chúng ta biết là CT cũng rất là hạn chế trong cái việc mà chẩn đoán. MRI thì rất là tốt, tuy nhiên nó mất tiền nhiều. Còn siêu âm là cái chuyện rất là gần gũi, và chúng ta người bệnh nhân vô nằm lên khám thì đủ cái chuyện để ta khai, ví dụ như ngoài chuyện đau bụng ra ta còn có u chỗ này u chỗ nọ, nhưng mà siêu âm mình sẽ giải quyết được rất phần nhiều những cái khối u ở mô mềm, và chẩn đoán cũng khá chính xác. Ngoài ra còn nhiều cái chỉ định khác. Cho nên là chúng ta nói là siêu âm cơ xương khớp hiện tại giờ có thể sử dụng rất là rộng rãi và hầu như không có chống chỉ định. Đi vào chi tiết thì chúng ta về cơ thì lần này thì ta sẽ hiểu nhanh thôi. Là cơ cấu tạo gồm có cái sợi tiểu sợi cơ và ngoài có bao của sợi cơ, rồi các thành bó cơ, rồi bao bó cơ, rồi bao cơ. Và một cái hình ảnh ở bên trong này, cái cấu tạo này gồm có hai thành phần chính là tế bào cơ và cái mô liên kết. Vậy thì cái tế bào, cái bao cơ này là cũng như bao liên kết. Vậy thì là chúng ta sẽ xem trên hình siêu âm như thế nào. Thì cái đặc trưng của cái siêu âm thì chúng ta theo cái thành phần của nó thì các tế bào cơ và sợi cơ thì nó là phản âm kém, và bao bó cơ, bao cơ thì phản âm dày. Chính vậy mà trên hình ảnh siêu âm chúng ta sẽ thấy được những cái lớp phản âm dày này, phát gian cơ hay là những bao cơ và những cái tế bào cơ này, sợi cơ này thì phản âm kém. Trên hình cắt dọc thì là những dải song song, và trên hình cắt ngang thì chúng ta thấy là những cái chấm nó lan rộng vậy. Trên cái hình này thì chúng ta thấy được một số cái cạm bẫy của nó, ví dụ như những cái chỗ mà cái phát cơ mà nó hội tụ lại thì nó tạo thành hình phản âm dày như vậy, thì đôi khi bị nhầm với những cái tổn thương mà cũ sơ hóa. Hoặc là những cái cơ khi chúng ta cắt ngang như thế này thấy phản âm nó rất kém, tương đương với một cái chỗ giống như một ổ tụ dịch. Ví dụ tình cờ bệnh nhân này có chấn thương ngay chỗ đó, đang đau chỗ đó, thì chúng ta dễ bị nhầm cái này là ổ máu tụ, nó là cái cằm bẫy của nó. Vậy thì cũng là như Sơn nói khi nãy, chúng ta phải thấy một tổn thương để xem trên cả mặt cắt dọc và cắt ngang để xem coi nó có phải đúng là tổn thương hay không. Và đây là cái hình cơ bình thường, và khi trạng thái bình thường và trạng thái co cơ, chúng ta thấy cái góc này nó rộng ra, cơ rất ngắn lại. Và chúng ta lưu ý thêm một chút xíu nữa, tức là một cái cơ bình thường thì chúng ta thấy tưới máu ít, nhưng mà khi vận động thì thấy tưới máu nhiều hơn. Cái điều này nó giúp chúng ta cảm giác trường hợp, ví dụ như bệnh nhân bị đau ở góc hàm mà chúng ta siêu âm cái cơ cắn, thì đôi khi chúng ta để đầu dò vô mà cái lúc mà bệnh nhân đã vừa mới nhai cái gì đó thì chúng ta thấy tưới máu nó nhiều, vậy chúng ta không có đạt được nhầm với lại viêm của cơ cắn. Cái viêm của cơ cắn cũng phản âm kém, tăng tương máu. Về thì cái này là cạm bẫy nữa phải để ý. Về bệnh lý thì xin trình bày, thứ nhất là về chấn thương thì chúng ta thấy trong chấn thương cơ thì chúng ta siêu âm có thể đánh giá được rất là nhiều cái yếu tố trong đó, và tùy theo cái mức độ nặng nhẹ của cái chấn thương mà chúng ta có nhiều cái hình ảnh khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể xác được rách sợi cơ, thì như cái hình sợi cơ thì nãy chúng ta thấy rồi đó, cái sợi cơ là những dải song song liên tục, khi rách sợi cơ thì có sự mất liên tục của các sợi đó thì chúng ta chẩn đoán được. Và máu tụ này thì có đặc điểm là nó sẽ thay đổi theo thời gian, tức là ban đầu thì nó là một cái dịch máu mới chảy ra thì thường thường khoảng năm giây, sau đó nó sẽ tạo thành cục máu đông, và tới tiêu cục máu đông tạo thành nang,
thì theo diễn tiến đó thì phản âm nó trở thành giảm dần và chóng mặt. Và về thủy cấu trúc này, ý nói là những cái tổn thương mà không có rõ ràng như rách sợi cơ hay máu tụ thì đó là những cái tổn thương phù nề, nó làm mất cấu trúc sợi cơ ở vùng đó. Và ngoài ra có rách cân mạc và tổn thương cân. Chúng ta xem một số hình biến chứng của nó. Về phân độ chấn thương thì tạm phân loại theo bốn cái loại, bốn độ thì mức độ 1-2 là những cái tổn thương nhẹ và có hồi phục nhanh, và mức độ 2-3, mức độ 1 thì nhẹ và mức độ 2-3 là nặng và có thể có cần phải can thiệp sớm. Ví dụ như tổn thương cái hình này là tổn thương cái cơ mức độ 1, chúng ta thấy là có thể là chúng ta xi lông bình thường hoặc là thấy phù nề ở cái vùng ta đau. Còn hoặc là cái độ 1 này tổn thương đây là thủy cấu trúc đây, tức là cái cấu trúc sợi cơ, cái sợi nó không còn bình thường giống ở chỗ này nữa mà nó thành một cái đám phản âm dày như thế này, có thể xen lẫn hết dịch ở đó, chưa rõ ràng là có máu tụ. Và cái giai đoạn 2 thì chúng ta thấy được cái sự đứt một phần của cái cơ và có máu tụ rõ ràng. Và giai đoạn 3 chúng nói là mức độ mà đứt hoàn toàn cái cơ và cái cơ nó bị co rút lại và đó là cái có máu tụ. Và như vậy thì siêu âm chẩn đoán chấn thương cơ rất là rõ ràng và có thể phân độ được và hướng điều trị. Và những cái tổn thương cân cũng vậy, chúng ta có mức độ là nhẹ chỉ phù nề cái cân lên, và mức độ nặng hơn là có tách đôi cái cân ra và có tụ máu trong đó và nặng này là nhiều hơn nữa. Và như vậy thì thấy được rõ ràng vậy thì cái hướng dẫn chọc hút hướng dẫn siêu âm thì rất là tốt. Máu tụ tạo nang tức là những giai đoạn muộn của cái máu tụ nó không hấp thu hoàn toàn thì nó tạo thành những cái giống như cái nang, thì chúng ta có cái vỏ bao và có thể có những cái góc mỏng bên trong cái nang đó. Và những cái tổn thương cũ như sẹo sơ hóa cũ hơn nữa thì nó thành những cái khối sơ hóa, tức là phản âm dày giới hạn không có rõ và có thể là nó có đóng vôi ở trong đó và thường thường bên trong nó không có tín hiệu đóng lơ. Và về thoát vị cơ, một cái biến chứng của rách cái bao cơ, thì nói về thoát vị cơ thì siêu âm cũng rất là hay ở chỗ là người bệnh nhân thì khai ở một cái tư thế nào đó người ta có cái khối u đó và đi khám, đôi khi thì vô bác sĩ rờ lúc thấy lúc không thấy, thì siêu âm chúng ta phải để ý cái chỗ này, tức là một những cái thoát vị này nó chỉ xuất hiện ở tư thế khi mà làm căng cái khối cơ đó, khối cơ này nó mới lội ra. Vậy thì ở trạng thái mình để, ví dụ như ở chân mình để chân ở tư thế trung gian thì không thấy được, nhưng mà khi cho ví dụ như có ca cho bệnh nhân phải ngồi xổm trên bàn thì khối nó lội ra mới thấy được. Vậy thì thoát vị cơ trên siêu âm chẩn đoán là này là một cái lợi thế của siêu âm lưu thai và động. Và cái hình này đã nói lên cái chuyện là chụp MRI, ví dụ như trường hợp đó người ta cho chụp cộng hưởng từ để chân ở trạng thái trung gian không phát hiện được cái thoát vị. Chính vậy mà cái chuyện là thoát vị thì siêu âm có vẻ như hơn hẳn so với cộng hưởng từ. Và một cái những cái tổn thương vôi hóa và cốt hóa thì về nhiễm trùng ở cơ thì chúng ta thấy được có thể chẩn đoán được viêm cơ, những cái tổn thương mà phù nề của cái sợi cơ, những sợi cơ không phải bị đứt giống như là bị khối u là tổn thương phù nề và có thể tăng tưới máu, là chẩn đoán ở một bệnh nhân có thể sưng nóng đỏ đau vị trí đó để chẩn đoán là viêm cơ. Đây là một cái ổ áp xe, ở cái hình đứng thì chúng ta thấy ổ thường thường là ổ dịch hỗn hợp và có cái hồi âm ở trong này, và xung quanh của ổ áp xe thường thường có cái phản ứng viêm cho nên mô xung quanh nó phù và nó tăng tưới máu. Và nếu chúng ta ấn vào giò thì thấy sẽ thấy cái dịch này nó di chuyển để chẩn đoán đây chắc chắn là một ổ dịch chứ không phải là một tổn thương đặc. Và về vấn đề nhiễm trùng thì nó liên quan tới ngoại vật, thì tôi đưa cái hình này lên đây các anh chị xem và tôi xin phép diễn tả. Cái này là hình ảnh, này hình ảnh của cái xương cành ngang của xương hàm dưới, và hình ảnh này là hình ảnh của cái xương hàm trên. Vậy hỏi không biết là quý thầy cô với anh chị có nghĩ cái này là cái gì, cấu trúc gì không? Cái này là phần mềm vùng mặt, bệnh nhân này bị sưng cái mặt khoảng chừng nửa tháng và đi khám uống thuốc thì nó có sẹp, có giảm, nhưng mà sau đó thì nó sưng lại nên tới khám. Và về bệnh tiền sử thì trước cái ngày bị sưng đó là bệnh nhân có nhậu với người bạn, rồi sau nhậu ngồi thì lại đánh nhau thì thấy chảy máu miệng thì sưng một bên, chảy máu miệng bên đó rồi sưng một bên đau, cũng đi uống thuốc rồi thấy nó lành vậy là thôi. Nhưng mà lúc này thì vô siêu âm thì thấy hình ảnh này, chị có đoán được cái này là gì? Đây là một
chiếc đũa được gãy gãy đôi dài khoảng 5 cm. Nó nằm từ dùng ở phía mép trong miệng, chảy máu trong miệng chứ không phải chảy máu ngoài. Đi lên hàm trên, cạnh xương hàm trên, đi thẳng xuống tới dưới cành ngang xương hàm dưới dưới này, dừng lại đây. Thì ca này sau đó được mổ ra là chiếc đũa dài 5 cm. Ca thứ hai cũng tương tự vậy. Thì cái trường hợp này cũng tình huống cũng giống như vậy, bệnh sử khoảng 20 ngày, cũng là một trận nhậu rồi đánh nhau. Tổn thương là trên thái dương, vết thương là nằm ở vùng thái dương. Và sau đó bệnh nhân tới khám thì chúng ta thấy hình ảnh này, một tổn thương, một hình ảnh phản âm dày, có ảnh giả này gọi là sáo ảnh lấp lánh sau cái ngoại vật. Đây là hình cắt ngang, chúng ta thấy rất là rõ cái sáo ảnh lấp lánh đó. Và bệnh nhân được chụp CT, đây chúng ta thấy hình ảnh này. Một cái chiếc cũng là chiếc đũa đâm từ cái hố thái dương này thẳng xuống dưới này, ở phía trong của cái xương hàm dưới này. Vậy thì qua hai cái tình huống này chúng ta có thể nói là kết luận là đi nhậu là phải tránh mấy cao thủ. Nó là cao thủ mới đâm được những cái đường mà gọi là như vậy mà không có tổn thương. Thật sự hai bệnh nhân này sau khi lấy chiếc đũa ra rồi thì cũng bình thường đó, không có bị tổn thương chứ mang tay cũng không có bị gì hết. Một cái hình ảnh khác về ngoại vật, chúng ta thấy nhìn những cái sẹo này để biết là cái bệnh nhân này là được mổ rất là nhiều lần. Tại vì sưng cái bắp chân, sau đó là cách đây 2 năm thì anh ta té xe và cái chân trong của xe, cái chân đấy, cái bàn này gắt chân á, đâm vô cẳng chân. Thì vừa té xuống là ảnh giật ra liền, giật ra rồi đi khám thì mai vết thương ở cái tuyến đầu tiên là ở vùng chánh. Thì sau khi mai lại thì cứ lành rồi thời gian lại xì mũ, rồi lại đi điều trị, cứ chẩn đoán là tổn thương phần mềm rồi áp xe. Nhiều lần như vậy khoảng chừng ít nhất cũng phải 6 cái bệnh viện, mỗi bệnh viện vài lần. Thì anh ta chán nản về là ôm hết hồ sơ đi đốt hết, nói là bà vợ nói là để hồ sơ nó xui quá để hoài cũng hết. Thì tới cái lần đó sưng nữa thì mới vào mình biết là dự định là để hút mũ thôi. Thì do đó thì bác sĩ ở tiểu phẫu mới yêu cầu đi siêu âm ca này. Thì siêu âm phát hiện được cái hình ảnh cái tổn thương, nó làm giả cho người ta tưởng đâu là cái xương. Tức là trên cái hình này thì chúng ta thấy cái này là hình ảnh của xương chày, và cái hình ảnh này là hình ảnh của một cái vật không phải là cái xương bình thường ở chỗ này. Thì tôi biết nó là ngoại vật, thì ngoại vật nó ở kế cái xương chày ở đây và cái bó mạch của chân ở chỗ này. Và chúng ta thấy ngoại vật này rất là gần, và trường hợp này tôi đánh dấu trên da chọn vị trí nào và đi vào nó tổn thương nhất thì chuyển lại phòng tiểu phẫu, thì người ta đi đúng cái đường đó cho can ly vào gấp ra cái cục này. Người ta không có ngờ được là lúc mà cái chân chống xe đâm vô chân á, rút ra rồi phần sắt nó ra rồi còn cái phần nhựa nó còn dính lại trong đó. Tức là 2 năm trời chụp bao nhiêu cái X quang không có nhận diện được chỗ này là cái nhựa. Cho nên là siêu âm nó có những cái thế mạnh của nó, vấn đề là chúng ta tận dụng nó vào cái tình huống nào để cho nó phát huy cái thế mạnh của nó. Và trường hợp này thì chúng ta rất là phẫu thuật tiểu phẫu thôi chứ không cần phải làm gì lớn. Tại vì chúng ta đã biết được cái đường chúng ta sẽ vào, đánh dấu được những cái chỗ nguy hiểm, tức là cắt đó bao xa thì có cái mạch máu, cắt cái xương bao nhiêu, rồi chúng ta đi một đường là không thể vào được. Và sau đó chúng ta thấy lành một tháng. Và sau 2 tuần thì thấy cái ổ áp xe nó rút lại, còn gần ở ngoài da thôi, chứ bên trong thì không còn. Cái viêm cơ tốt hóa thì chúng ta thấy là một cái hình ảnh thì rất là điển hình đây. Một cái bé bị đau ở vai một tháng, và chụp X quang thì chúng ta thấy cái tổn thương của cái vôi vùng nặng. Và khi đó thì bệnh nhân được siêu âm thì thấy cái tổn thương của dạng vôi rất là lớn, và có một vùng này và tăng cái tưới máu ở xung quanh cái vôi đó. Và cái cộng hưởng từ đã xác nhận được cái một cái bệnh lý viêm cái viêm cơ cốt hóa. Đây một hình ảnh tương tự. Và về teo cơ thì chúng ta biết là nếu như mà bệnh nhân thì thường có hai bên. Chúng ta thường làm siêu âm thì ban đầu hay phải so sánh hai bên để xem, ví dụ như cái cơ bên đó nó nhỏ hơn quá nhiều so với cái cơ bên đối diện thì chúng ta biết là có teo cơ. Còn những cái trường hợp mà nặng á, thì nó mới mất cấu trúc, thoái hóa mỡ nó làm cho mất cái cấu trúc sợi của cơ, thì trường hợp này rõ ràng. Nhưng mà những cái trường hợp mà chúng ta thấy nó tổn thương chưa có nhiều như vậy thì chúng ta biết là siêu âm nó có giới hạn của nó, không phải lúc nào cũng so sánh được. Bệnh nhân bị teo hai bên thì làm sao, cho nên là cái đó là cái giới hạn, và chúng ta có thể là chỉ có thể nghi ngờ thôi. Về vú ở trong cơ
thì chúng ta thường biết là cái siêu âm phần mềm thì thường thấy là cái những cái bú mà khoảng 5 giây thì thường là lành tính, ví dụ như là bú mở lành tính, còn những cái bú mà khoảng 5 kém thì nó thường ác tính. Nói thì nói vậy nhưng mà mỗi một cái loại bú nó vẫn có những cái tính chất đặc biệt của nó, và khi chúng ta làm chúng ta cần phối hợp nhiều thứ. Thì ví dụ như một trường hợp một cái khối u ở trong chúng ta siêu âm một cái khối u mềm, chúng ta phải đầu tiên có phân biệt lớp nó nằm ở lớp nào. Ví dụ trường hợp này chúng ta thấy da, mô dưới da, và tới cái lớp này là lớp cơ. Vậy thì cái u này nó nằm trong cái bao này, rõ ràng nó là u cơ. U trong cơ mà nó làm, chúng ta thấy cái sợi cơ đi tới đây bị đứt, chứng tỏ là nó làm mất liên tục cái sợi cơ. Thì những cái tổn thương này thường nghĩ là ác tính, và trường hợp này là sặc con cơ. Còn những cái đợt tổn thương cũng ở trong cơ, tôi ví dụ, nhưng mà nó phản âm dày và nó làm cái sợi cơ đổi hướng thôi. Tức là sợi cơ đi tới đây rồi xuống đây, đi tới đây rồi lên đây, tức là nó chỉ đổi hướng sợi cơ thôi, nó không mất liên tục sợi cơ, thì thường thường là u lành tính. Ví dụ như là u mở trong cơ. Về gân thì chúng ta biết là cái gân cái gồm cấu tạo gồm các sợi collagen và các cái màng gân bao bọc xung quanh. Và mặt máu nuôi thì rất là nghèo nàn, và chủ yếu là thông qua cái chất nền. Về đặc điểm của gân thì chúng ta biết là một số cái gân nó được đi vào cái bao gân, và chúng ta lưu ý cái bao hoạt dịch quanh gân này, cái lớp trong ở trong bao hoạt dịch này là đương nhiên là chứa dịch, nhưng mà giữa cái bao hoạt dịch và cái gân nó có một cái ngăn cách với nhau, chứ không phải là cái dịch đó nó tiếp xúc trực tiếp với sợi gân. Trở lại cái hình này để mình xem lại cái bao hoạt dịch quanh gân đó, là nó cấu trúc nó có hai lớp, một cái lớp trong và lớp ngoài, và ở hai đầu của nó thì nó liền lại nhau. Vậy thì cái dịch ở trong bao hoạt dịch quanh gân với lại cái sợi gân này không phải là tiếp xúc trực tiếp với nhau. Về hình ảnh siêu âm thì chúng ta biết là cái sợi gân là cái cấu trúc nó đặc biệt là phản âm dày và gồm những cái sợi nhỏ song song, cũng giống như ở cơ, nhưng mà ở cơ là xen lẫn với những sợi phản âm dày này với những cái vùng phản âm kém, nhưng mà gân thì nó là những sợi phản âm dày trên cả các dọc và các ngang. Và lưu ý một điều là nó sẽ có ảnh giả khi mà lệch hướng trình tia, và chuyện đó thì tôi sẽ nhắc ở phía sau. Còn một số hình cái gân bình thường, ví dụ như khi mà tụ dịch trong bao hoạt dịch quanh gân này, chúng ta thấy hình ảnh của cái gân rất là rõ ràng. Và lưu ý lại là giữa cái gân này và cái túi dịch này nó còn một cái lớp ngăn cách nữa là cái màng gân và cái màng trong của túi hoạt dịch. Về chấn thương gân thì cũng như là chấn thương cơ thì chúng ta biết là nó siêu âm cũng thấy được nhiều cái hình ảnh tùy theo cái mức độ tổn thương. Một cái sợi gân nó là một cấu trúc rất là dai, rất là mạnh, nó chịu lực rất là mạnh, cho nên đứt gân là hậu quả của chấn thương mạnh và rất mạnh. Nói thì nói vậy nhưng mà những cái người mà có nguy cơ thì cái chuyện đứt gân nó không cần chấn thương mạnh. Ví dụ như là rách chóp xoay thường thường xảy ra tới độ mà bệnh nhân không có biết là mình bị đứt hồi nào. Tức là những cái gân nó đã bị viêm trước đó, nó mềm rồi một cái tổn thương rất nhẹ cũng có thể làm đứt gân rồi. Và trong đó thì chúng ta sẽ thấy được hình ảnh của mất liên tục sợi gân giống như ở cơ, rồi máu tụ, rồi những cái trường hợp mà nó đứt ở cái đầu gân đó, thì nó có thể bong cái mảnh xương và chúng ta có thể phát hiện được. Và khi đứt gân hoàn toàn thì cái gân nó tụt lại và chỗ đó thay thế bằng cái ổ tụ dịch. Chúng ta thấy một cái hình, một cái đứt của một cái gân lớn và cái gân nó thun lại đây và ở đây thành một ổ tụ dịch, một cái ổ tụ dịch ở chỗ này và nó rút hai cái đầu gân ra hai bên. Một cái trường hợp rất nhỏ của cái chóp xoay đây, ta thấy một cái đường rách rất là nhỏ xuyên qua cái sợi, trong cái sợi gân này, một đường dịch rất là nhỏ. Hậu quả của nó là có thể của chấn thương gân có thể là mất vững. Trường hợp này ví dụ như một cái gân cơ nhi đầu thì khi mà bị rách cái bao, cái mạc giữ gân đó, thì cái gân nó có thể mất vững. Có nghĩa là sao, ở trạng thái bình thường thì nó nằm trong cái rãnh nhi đầu, nhưng mà chúng ta xoay ngoài cánh tay thì cái gân nó trượt lên phía trên của cái cổng của cái củ bé của xương ta. Thường thường chúng ta thấy là có cái củ lớn và củ bé ở cái ở hai bên cái rãnh, là rãnh nhị đầu. Cái gân bình thường nó nằm trong cái rãnh, khi mà nó bị mất vững tức nghĩa là khi mình xoay ngoài cánh tay thì cái gân nó không còn nằm ở trong rãnh này nữa mà nó trượt lên trên cái củ bé nó nằm. Đó là trường hợp mất vững. Viêm gân thì chúng ta cũng rất là thường gặp.
cái viêm không phải lúc nào cũng nói là do nhiễm trùng, mà thường thường lại gặp liên quan tới những cái chấn thương lặp lại, ví dụ như là những cái công việc mà làm bằng tay nhiều, hoặc giả là một cái phụ nữ mà đang em bé thì thường nhất là hay bị viêm cái gân dạng trong cái hồi trước là chặt ve. Thì hình ảnh viêm thì nó cũng có tùy theo cái giai đoạn của nó. Ví dụ như khi giai đoạn cấp tính thì chúng ta thấy cái gân nó dày lên và nó phản âm kém và tăng tưới máu. Và giai đoạn mãn tính thì chúng ta thấy là nó gồ ghề biến dạng và không có tăng tưới máu. Và những cái trường hợp mãn tính là đôi khi người ta rờ ở cái chỗ mà cái gân, cái bao gân nó bị viêm ấy, thấy nó một cục cứng và người ta đôi khi người ta lại nhầm với khối u. Thì ở giai đoạn cấp tính chúng ta thấy rất là rõ cái chuyện mà tăng tưới máu của cái sợi gân, của bao gân và phù nề cái mô mềm xung quanh. Và chúng ta biết được là những cái giai đoạn đó thì điều trị thuốc nó hiệu quả hơn nhiều so với tổn thương gân ở giai đoạn mãn tính. Đây là hình ảnh của một số cái gân viêm, chúng ta thấy nó phù nề và âm kém và tăng tưới máu. Và cũng vì cái tăng khả năng chẩn đoán Doppler như thế này, cho nên có thể dùng Doppler để theo dõi cái diễn tiến của bệnh. Ví dụ sau một đợt điều trị siêu âm lại, chúng ta thấy tưới máu nó giảm rất là nhiều. Và hình ảnh trong VMOS như vậy. Và trong viêm gân thì chúng ta để ý cái viêm gân vôi hóa, trường hợp này cũng hay gặp. Ở bệnh nhân mà đau khớp vai khi chụp X quang trước thì thấy vôi hóa ở quanh khớp vai giống như là cái câu ở trên bàn. Thì trên siêu âm chúng ta xem xét được từng cái gân một của khớp vai thì chúng ta có thể thấy được cái tổn thương vôi hóa của nó. Và vôi hóa thì nó tùy cái giai đoạn, nó giai đoạn cấp tính thì chúng ta có thể thấy những cái phản âm dày dạng chấm nhỏ như vậy và không có bóng lưng. Có thể chúng ta thấy nó sớm hơn nữa, chúng ta thấy giống như là gọi là dạng sữa canxi. Thì giai đoạn đó ý nghĩa là chúng ta có thể chọc hút rửa được. Và khi mà giai đoạn trễ thì chúng ta thấy mãn tính thì nó thành một cái cục vôi to và nó có bóng lưng rõ ràng. Và có cái khái niệm là cấp trên là mãn, tức là có những cái tổn thương vôi hóa mới trên cái nền là gân có tổn thương vôi hóa cũ. Viêm bao hợp dịch quanh gân chúng ta thấy là nó có thể là do nhiễm trùng hay là do vận động. Thì trong cái trường hợp này để ý cái viêm gân cái cặt tren này chút nữa thì cũng có một phần nói chi tiết hơn. Thì chúng ta thấy là cái bao hợp dịch quanh gân nó sẽ phù nề rất là, trong trường hợp cấp tính thì nó có thể có tăng tưới máu, có tụ dịch và có hồi âm ở trong cái dịch đó. Và giai đoạn mãn tính thì cái khoảng nó cái bao gân nó dày lên và thường thường cũng không có tăng tưới máu gì, nhưng mà lúc đó thì lại là hạn chế vận động nhiều. Ta xem một cái gân phù nề và cái bao gân nó sưng lên và nó tăng tưới máu, nặng thì rất là rõ. Thì trong bệnh viêm khớp dạng thấp thì cái bài này thì tôi không có nói, không có chuẩn bị nhiều, nhưng mà về cái viêm khớp dạng thấp thì người ta biết là nó rất có ái lực với mô hoạch dịch, và cho nên cái tổn thương ban đầu là nó phù nề bao hoạch dịch rất là nhiều và sau đó là tới tổn thương xương. Và trong những cái tài liệu mà mới đây thì người ta rất là coi trọng cái siêu âm và cộng hưởng từ trong cái chẩn đoán bệnh lý này. Sở dĩ X quang ít có tác dụng hơn là lý do là cái phần mềm đọc được kém, mà trong khi đó tổn thương ở bao hoạch dịch thì rất là rõ ràng. Và cái tổn thương trên X quang thường là cái dấu hủy xương, thì cái hủy xương trên siêu âm cũng có thể phát hiện được và phát hiện sớm hơn. Chính vậy mà gần đây thì người ta đặt nặng cái vấn đề siêu âm hoặc là MRI trong cái viêm khớp dạng thấp. Về bú và giả bú thì chúng ta thấy rất là nhiều cái hình thể trên đó. Thì đưa ra một cái hình này để nói là khả năng chẩn đoán cái bú cũng gần. Bệnh nhân có một cái cục u ở cái lòng của ngón tay thế này, chúng ta siêu âm thấy một cái khối phản âm kém này và chúng ta sẽ thấy được sợi gân. Nếu mà làm nhiều mà cắt thấy được cái sợi gân đó, cái khối này nó ôm lấy cái sợi gân. Và cái hình ảnh đặc trưng phản âm kém và tăng tưới máu này và kèm thêm một cái ống lõm vỏ xương này thì có thể giúp chúng ta chẩn đoán được cái bú đại bào bao gân. Cái hình ảnh lõm trên X quang này cũng tương đương với hình ảnh lõm của vỏ xương ở trên siêu âm. Và chúng ta nên để ý thêm cái nữa là ống lõm thôi chứ không có vỉ xương, tức là vỏ xương không có lớp liên tục. Về dây chằng thì về cấu trúc siêu âm của dây chằng thì về cấu trúc mô bệnh học cũng như là cấu trúc siêu âm nó cũng gần giống như là gân, chỉ có khác ở chỗ là nó mỏng hơn và nó nhỏ hơn. Cho nên là chúng ta khi khảo sát của dây chằng thì thường chẩn đoán bệnh lý được là trên cái mặt cắt dọc của nó. Chúng ta phải định vị, chúng ta phải hiểu được giải phẫu một cái dây chằng đó đi từ đâu tới đâu, và chúng ta khảo sát
đúng cái vùng đó trên mặt cắt dọc để tìm cái tổn thương của nó. Và cái tổn thương dây chằng người ta thường gọi là bong gân á, nó có tổn thương nhẹ, bong gân nhẹ và bong gân nặng. Thì nặng ý nói tới cái chuyện là đứt ở trung tâm của nó hoặc là đứt hoàn toàn thay thế bằng một ổ dịch, và cái bong gân nhẹ là tức là nó phù nề ở cái chỗ bám của sợi gân. Ví dụ như cái trường hợp mà bệnh nhân bị té và toát cái khớp gối là thường nhất, ta thấy toát về phía bên nào bị đau bị toát thì bên dây chằng người đó bị tổn thương. Thì đây là cái hình ảnh để nói là cái dây chằng nó bị đứt, nó mất đi vị của cái dây chằng bên trong của khớp gối và thay thế bằng cái ổ dịch, thì nó có bong gân nặng. Về bao khớp và màng hàm dịch thì bao khớp thì nó cực kỳ mỏng, bình thường thì khó lòng để nói, để dùng siêu âm để nói được cái nào là bao khớp. Nhưng mà khi có tổn thương thì những cái tụ dịch ở xung quanh đó cho chúng ta mới thấy được cái bao khớp nó chỗ nào, bình thường rất là khó xác định. Những đặc biệt của cái bao khớp trong cái siêu âm thì chúng ta để ý cái bao khớp sau. Trong cái chẩn đoán mà hội chứng cái khớp vai hạn chế đó, thì dựa vào cái tổn thương của bao khớp sau để chẩn đoán. Chúng ta thấy là ở cái trên cái hình ảnh này, chúng ta thấy cái này là cái chõm của xương cánh tay, và cái này là cái ổ chảo, và cái này là cái sụn viền của ổ chảo. Vậy thì trên siêu âm nó cũng thể hiện được cái chuyện đó. Cái này là phía sau của khớp vai đó, chúng ta cũng thấy được cái sụn viền ổ chảo ở đây, và cái bao khớp sau là cái đường phản âm dày mà rất là mạnh ở phía sau của cái chõm này. Cái này là bề mặt của chõm, cái này là sụn mặt chõm. Và ở giữa cái sụn mặt chõm này với cái bao này nó có một cái khoang ảo là khoang đặc dịch. Khi nào có tràn dịch của khớp vai thì chúng ta thấy nó tách cái lớp này ra. Thì cái bao khớp sau này bình thường chúng ta thấy lớp mỏng như vậy, và khi chúng ta cho bệnh nhân vận động xoay ngoài cánh tay thì cái bao này nó trùng lại. Vậy thì cái động tác xoay đó, nhìn cái bao nó trường, chúng ta biết được là cái bao đó nó bình thường. Chứ còn để một hình như vậy thì chúng ta không đủ kết luận được. Còn khi nó chật bị bệnh khớp vai hạn chế thì giai đoạn đầu chúng ta thấy nó phù nề của cái bao khớp sau và tăng cái máu rất là nhiều. Rồi tới cái màng mạc dịch thì bình thường cũng là rất là khó thấy, nhưng mà khi có bệnh có tụ dịch ở trong màng mạc dịch và cái bao mạc dịch nó phù lên thì chúng ta thấy rất là rõ. Và chúng ta đây chúng ta thấy một cái bao màng mạc dịch của cái khớp cổ tay, khi mà nó bị tổn thương nó sưng lên rất là to, rất là dày như thế này, có 5 kem. Và trên siêu âm Doppler thì sẽ thấy tăng thiếu máu. Và khi cái tụ dịch trong khớp thì cái khoang mạc dịch nó bị rộng ra, thì cái màng mạc dịch nó viền ở dưới bao khớp chúng ta sẽ có thể thấy được. Đây một cái hình ảnh khác, một cái viên của màng mạc dịch, viên phù này khoảng 5 kém tăng thiếu máu như thế này. Và sau điều trị chúng ta thấy là về hình ảnh viên mốt thì thấy bề dày của nó cũng còn lớn, nhưng mà về Doppler chúng ta biết thấy là tới máu nó rất là dài, cho nên mới là cái dùng siêu âm Doppler để theo dõi cái diễn tiến điều trị. Túi hoạt dịch thì chúng ta thường cái túi hoạt dịch lớn của chúng ta là túi hoạt dịch dưới cơ delta, của vùng vai là túi dịch rất là lớn và thường khai thác được bệnh lý của nó. Thì cũng như vậy, cũng như giống như là gân cơ, thì những cái giai đoạn viêm cấp tính thì chúng ta thấy nó bao hoạt dịch nó dày lên và nó chứa dịch có khoảng 500. Giai đoạn mạng tính thì bao dịch nó cũng dày, nhưng mà túi máu nó ít hơn và trong dịch nó có những cái cấu trúc lồng cỡ ở trong đó. Đây một hình ảnh ví dụ của cái viêm bao dịch dưới cơ delta này. Nang hoạt dịch thì cái trường hợp này rất là thường gặp, bệnh nhân thường hay thấy một cái khối ở cổ tay hay là ở vùng keo và tới chúng ta khám. Thường thường bệnh nhân lo lắng là những cái khối này là những cái khối u gì nguy hiểm thôi. Nhưng mà với siêu âm chúng ta có thể trả lời được cái này là một cái nang hoạt dịch của khớp và không có phải là một ác tính gì cả. Về sụn khớp thì chúng ta cái sụn phổ biến nhất trong cái cơ xương khớp là cái sụn hyaline, và chúng ta biết là cái sụn thì nó chứa tới 70-80% là nước, và một số lý giải khác là trong đó có những cái tạo thành những cái khe trong sụn, cho nên là về mặt phản âm đó, cái sụn nó phản âm rất là kém. Chúng ta thấy phản âm nó kém gần như trống, tức là nó do cái chứa cái lượng nước rất là nhiều ở đây. Và chúng ta thấy cái sụn ở lồi đầu xương đùi này, khi mà có tụ dịch thì chúng ta thấy cái lớp sụn này nó rõ ràng ra. Và trên cái sụn này chúng ta lưu ý là nó có hai mặt,
cái mặt ở phía trên này là tiếp xúc với cái bao, cái khoang ảo, khoang đặc dịch của khớp, nó gọi là mặt đặc dịch. Và cái mặt mặt phía dưới này gọi là ranh giới sụn xương, tức là nó có hai cái giao diện sụn mặt dịch và giao diện sụn xương. Và chúng ta lưu ý cái là cái giao diện sụn mặt dịch này nó mỏng, ta thấy đường một cái đường khoảng âm dày nhưng mà rất là mạnh, và giao diện sụn xương thì nó dày hơn. Và lưu ý chỗ đó để liên quan tới một số cái hình ảnh bệnh lý. Đây là sụn chêm, sụn chêm mà do khớp gối. Và siêu âm chúng ta cũng có thể thấy một số sụn chêm trong, chêm ngoài, cũng như là hợp sụn sợi tam giác và cổ tay, có thể thấy được. Thì về bệnh lý thì chúng ta thấy có vôi hóa, và tôi đưa ra hai cái bệnh lý để chúng ta so sánh. Cái vôi hóa sụn khớp và cái lắng động urat ở sụn khớp. Thì cái vôi hóa là thường gặp trong cái thoái hóa khớp, thì cái hình ảnh của nó, đặc trưng của nó là cái tổn thương khoảng âm dày, nhưng mà cái vị trí của nó là vị trí nằm trong sụn, có nghĩa là chúng ta biết là cái ở đây là giao diện sụn mặt dịch, ở dưới này là giao diện sụn xương, thì nó nằm ở trong lòng của cái sụn, khác với cái tinh thể nó lắng động là lắng động trên bề mặt sụn, và từ đó chúng ta phân biệt được hai cái bệnh lý đó. Một cái hình ảnh nữa đây, cái hình ảnh chúng ta thấy là ở đây là giao diện sụn xương, này giao diện sụn mặt dịch. Bình thường thì cái lớp này nó mỏng hơn cái lớp kia rất là nhiều, nhưng mà khi hai lớp này nó dày bằng nhau thì chúng ta biết được là bề mặt sụn nó đã bị lắng động ở tinh thể. Thì trường hợp này thường thường là trong sụn cao. Đây, một số hình ảnh chúng ta thấy này, giao diện sụn mặt dịch và giao diện sụn xương nó dày bằng nhau, nó không có phải như giống như cái hình bình thường chúng ta thấy là trên này nó mỏng hơn rất là nhiều. Và một cái hình ảnh của cái sụn chêm trong, thì sụn chêm trong của khớp gối chúng ta thấy từ hình ảnh hình tam giác khoảng âm dày, và khi có rách thì có cái tổn thương khoảng âm kém làm mất liên tục của cái sụn. Về xương thì cũng siêu âm không có thể so sánh được với X quang hay là CT trong cái chẩn đoán tổn thương xương, nhưng mà do cái sử dụng đại trà của nó thì chúng ta tận dụng nó để phát hiện tổn thương cho bệnh nhân, và một số trường hợp thì chúng ta có thể đi tới chẩn đoán. Ví dụ như đối với sụn sườn thì hiển nhiên là CT với X quang không có đọc được bao nhiêu, nhưng mà siêu âm thì chúng ta khảo sát được rất là tốt. Chúng ta sẽ xem cái hình ảnh của sụn sườn. Đây là hình cắt dọc theo một cái xương sườn ở cái chỗ mà tiếp nối giữa sụn với xương. Chúng ta để ý đây, ở chỗ này khoảng âm dày mà chúng ta chỉ thấy được cái bề mặt không, thì cái này là phần xương. Đối với xương thì siêu âm chỉ thấy được cái bề mặt khoảng âm dày này, phía dưới nó là ẩn giả bóng lưng cho nên không thể thấy được. Nhưng mà ở phần sụn thì chúng ta có thể thấy được mặt trước và mặt sau của nó. Và như vậy thì chúng ta biết được cái ranh giới giữa sụn với xương là ở chỗ này. Và như vậy thì khi có tổn thương gãy xương thì chúng ta thấy cái bề mặt của xương nó sẽ mất liên tục, giống như cái hình này. Này là X quang minh chứng này là có gãy xương sườn số 11. Và siêu âm chúng ta thấy, được như thế này. Thì tôi đưa cái hình này không phải để khoe khoang, để ca ngợi cái siêu âm quá mức, nhưng mà mình phải biết tận dụng cái thế mạnh của nó. Tại vì một số bệnh nhân khi mà người ta bị chấn thương ngực, người ta đi đầu tiên là lên chụp X quang, và sau đó bác sĩ kết luận là chấn thương phần mềm, bệnh nhân về uống thuốc, giống như bệnh nhân này là điển hình. Rồi uống thuốc thời mấy ngày xong nhúc nhích nó càng lúc càng đau nhiều, không có gì hết. Bệnh nhân này đã chạy qua Tâm Đức để khám cái tim. Thì ở Tâm Đức kết luận là tim không có tổn thương, không có bệnh lý gì, thì bệnh nhân vẫn còn đau, lo lắng quá mới qua phòng học tập để kiểm tra cái phổi. Thì kiểm tra cái phổi xong rồi cũng là kết luận phổi bình thường, thì bệnh nhân mới tới quà ảo cắm tổng quát thôi. Thì ở đây thì tôi làm siêu âm trước tiên. Trước tiên tôi thấy cái xương sườn ở cái vùng đau, đúng cái vùng đau bệnh nhân, chúng ta thấy ba cái xương sườn số 4, 5, 6 đều có hình ảnh như thế này. Chúng ta thấy mất liên tục của cái vỏ xương đây. Và thường thường cái cạnh nó cũng như thầy công nó luôn luôn là phải có tụ máu, không có máu chảy máu chỗ đó. Chúng ta thấy vùng này ở mô xung quanh nó có máu tụ ít. Và bệnh nhân này sau đó tôi mới đề nghị thôi đi chụp cái thêm cái CT nữa. Thì CT tái tạo anh chị thấy là rất đẹp, và đã xem xét rất là kỹ, tại vì có chẩn đoán siêu âm trước rồi vẫn không thấy được cái tổn thương đó. Như vậy thì làm sao để chứng minh được cái ca này là có gãy xương? Không lẽ giờ đi mổ ra để xem coi có gãy xương hay không? Nhưng mà tôi không có chứng minh bằng cách đó. Tôi chứng minh bằng cách là tôi dặn bệnh nhân 3 tuần sau đi siêu âm lại. 3 tuần sau đi siêu âm lại thì chúng ta thấy nè, chúng ta thấy ở hình này chúng ta thấy có một lớp trên là cái đầu, một cái đầu xương gãy, lớp dưới là một đầu xương gãy, và sau 3 tuần chúng ta thấy nó có nhiều lớp hơn. Chỉ cái lớp trên cùng là lớp gì? Là thạo can. Cái can mà giai đoạn đầu tức là có thể nói là can sụn đó, thì siêu âm chúng ta có thể xuyên thấu được
cho nên chúng ta nhìn thấy được cái phần can đó và có thể nhìn thấy được cái chỗ xương gãy. Và những cái trường hợp như thế này thì sau chừng 1-2 tuần nữa cái can này nó sẽ thành can xương, nó chắc rồi á, thì lúc đó chúng ta chỉ thấy một cái khối gờ lên ở chỗ này thôi. Thì cái điều này để chứng tỏ là thực sự là có gãy xương. Một trường hợp khác, di căn xương, ca phổi di căn xương, chúng ta thấy được cái tổn thương. Bệnh nhân này thì đi khám không phải là vì bệnh phổi, khám vì một cái khối u ở chân. Rồi vô khám cái khối u ở chân thì phát hiện thêm có một cái u ở ngực. Thì siêu âm thấy một cái cục u ở xương sườn như thế này. Và sau đó mới tiến tới là phải chụp X quang để chẩn đoán u này. Thì chụp X quang cái chẩn đoán u này thì mới thấy được là u phổi. Thì trường hợp này sau đó được chẩn đoán là ca phổi di căn xương. Một cái hình ảnh để đưa ra cuốn đại bào xương thì thường thường chúng ta thấy là chẩn đoán chủ yếu là có những cái tiêu chuẩn X quang về cái phần mỏ của xương như thế nào đó. Thì chúng ta thấy là so sánh với cái hình siêu âm thì chúng ta cũng thấy được nhiều cái hình ảnh bên trong đó. Một cái cuốn đại bào xương cũng là phần mỏ của xương tạo nang và xâm lấn tại chỗ, nó tổn thương mô mềm xung quanh rất là nhiều. Trường hợp này được sau đó chẩn đoán cuốn đại bào xương và đưa cái hình này để chúng ta thấy so sánh một cái tổn thương trên X quang và có thể nhìn thấy siêu âm. Có ai từng nghĩ là mình làm siêu âm để chẩn đoán nang xương chưa? Đây cũng là những cái trường hợp tình cờ người ta không cố tình đề nghị mình siêu âm cái chuyện đó. Bệnh nhân xưng cái hàm đi khám ở ra hàm mặt thì chỉ định qua siêu âm. Thì siêu âm mình thấy cái này rõ ràng là cái xương hàm, rõ ràng là cái xương hàm. Nhưng mà tại sao xương hàm này nó không có giống như những người khác, nó không giống bên kia mà nó phồng lên như vậy, và trong này cái hình ảnh nó giống như là một cái nang. Chúng ta thấy hình ảnh giống như cái nang, cái ổ dịch ở trong bên trong cái xương, và bỏ xương thì chúng ta thấy nó vẫn liên tục, nó không có giống hiện xương. Thì trường hợp này sau đó chụp X quang là một cái nang của xương hàm, cho thấy là siêu âm chúng ta có thể thấy được á, nhưng mà chúng ta dám chẩn đoán là nang xương hay không, cái đó mình tùy thuộc vào cái mọi người nữa. Những trường hợp khác, bệnh bé nó xưng cái hàm sưng nóng đỏ đau rất là rõ, siêu âm chúng ta thấy được cái cơ cắn viêm phù nề tăng tưới máu và nó có tụ dịch giống như áp xe đó. Nhưng mà khó là bên cạnh đó chúng ta thấy cái mất liên tục của xương hàm. Đây chúng ta hình ảnh vậy thì tổn thương chúng ta thấy được là gì, là cái tổn thương viêm áp xe của cái vùng này, của vùng cơ cắn và xương hàm có hủy xương. Thì cái này sau đó được chẩn đoán là viêm cốt tủy xương hàm và được điều trị kháng sinh 2 tuần để hết. Và những cái hình ảnh ăn mòn xương như vậy thì siêu âm chúng ta có thể phát hiện được những cái tổn thương, có những cái chúng ta có thể lý giải được để chẩn đoán, nhưng mà có những cái chúng ta dừng lại ở cái khả năng phát hiện của nó để dùng những kỹ thuật khác chẩn đoán xác định. Những cái bệnh lý sụn xương ngoài khớp thì cái bệnh này khi nãy thầy Công có nhắc qua là Augustator, tổn thương ở cái đầu xương chày, ở cái lồi mũi xương chày. Thì tôi đưa cái bệnh này ra với lại cái bệnh này cũng tương tự như vậy. Thì để nói một cái tình huống người bệnh nhân á, thường thường là những em bé năng động khoảng mười mấy tuổi, nó hay chơi hay chạy nhảy thì nó than đau ở đầu gối, thì người nhà trong đầu nghĩ là nó có té ở đâu đó rồi. Và trong cái đầu của người bệnh nhân và người bác sĩ được hai bệnh như vậy thì cũng nghĩ là coi cái chỗ đó nó có chấn thương không. Thì khi siêu âm chúng ta lưu ý chỗ này, chúng ta thấy cái lồi phủ xương chày ở đây và một cái hình ảnh dạng xương ở chỗ này. Thì nếu như mà nghĩ theo hướng chấn thương á, chúng ta sẽ nói cái này là bong cái gân có theo cái mặt kèm theo mảnh xương, đứt gân kèm theo mảnh xương. Tuy nhiên chúng ta lưu ý ở những cái tình huống này, thường thường các hình ảnh này rất là điển hình gọi là phân mảnh xương bánh chè trên X quang đó, là Augustator. Và siêu âm thấy rất là rõ tổn thương của cái sợi gân bánh chè đó. Sợi gân thì còn bình thường, cái tổn thương phản âm dày này nằm ở mặt sau của cái sợi gân, nhưng mà nó không liên tục với lồi phủ xương chày. Tương tự là cái bệnh này cũng vậy, ở đầu trên của dây chằng bánh chè chúng ta thấy được là tổn thương dạng mảnh như thế này, và siêu âm thì thấy nó sừng nề và nó có tăng tuổi mạnh. Cái u phần mềm thì khi nãy tôi có nhắc qua về u cơ và những cái u ở những cái lớp dưới da và lớp cơ, thì siêu âm chẩn đoán được cũng rất là nhiều, trong đó thường gặp nhất là cái u mỡ, u mạch máu. Về dây thần kinh thì chúng ta thấy được cái sợi dây thần kinh, cái cấu trúc của nó nhìn nó cũng tương đương với cái sợi gân, với một cái gân tức là phản âm, là một cái phản âm dày và cũng nhiều sợi mảnh song song như vậy. Trên đường cắt ngang thì chúng ta thấy những cái chấm giống như tổ ong,
cái chấm nhỏ. Và siêu âm dây thần kinh thì kinh điển nhất là chúng ta thấy là trong chẩn đoán và chiếu bóng cổ tay, chúng ta thấy đây là một cái dây thần kinh giữa, khi nãy là một cái thần kinh giữa bình thường nặng nó ở đây và một cái thần kinh giữa bệnh lý, cái này là dây chằng ngang cổ tay, nó đè xuống ở chỗ này và cái dây thần kinh nó ở cái đoạn kế bên nó sưng to lên và cái hình ảnh này gọi là hình ảnh cũ hằn hay là nóc sai. Thì hình ảnh này nếu được cái hình ảnh này thì nó quá rõ rồi, thì nhưng mà thường thường khi mà chưa được cái hình ảnh này nó cũng có chuyện tăng cái diện tích của cái răng của cái dây thần kinh lên theo chẩn đoán và chiếu bóng cổ tay. Thông thường khi mà một bệnh nhân tới với mình khám là nói nổi cái cục ở cổ và người bệnh nhân vô khai là không có cái hạt cổ tôi muốn khám, thì thường thường chúng ta vẫn nghĩ nó là cái hạt nhiều hơn là cái chuyện gì khác, nhưng mà có một cái cục nổi ở cổ như thế này chúng ta nhận cái giá. Khi siêu âm chúng ta thấy một cái cấu trúc phản âm kém ở đây và có nhiều mạch máu ở trong, có thể nếu như mà không có nghĩ ngợi nhiều có thể kết luận ngay cái này là một cái hạt bất thường, cái hạt mà không có đốt hạt và có tăng sinh mạch máu rất nhiều. Tuy nhiên khi khảo sát trên cả mặt cắt dầu và cắt ngang mình phát hiện được cái hình ảnh khác ở hai đầu của nó liên tục với hai cái cấu trúc dạng sợi giống như dây thần kinh, giống như cái cục này nó có hai cái đuôi, thì trên siêu âm cũng giống như là trên những cái chẩn đoán hình ảnh khác, dấu hiệu này là một cái dấu hiệu rất là đặc trưng để nói cái này là u của dây thần kinh, và trường hợp này được xác nhận được là u của dây thần kinh đốt sống cổ. Đây cái dây đi vừa đây. Và siêu âm thì chúng ta coi được gần tới cái khe đốt sống thôi, coi tới cái khe đốt sống phía ngoài thôi, biết được nó là u của dây thần kinh đốt sống cổ thôi, chứ cũng không có nói rõ được là ở dây số mấy, nếu hơi khó ở chỗ đốt sống cổ. Và về cái siêu âm của cái hình ảnh cũng như thế này là quá điển hình để nói một cái u của dây thần kinh. Tuy nhiên thực tế thì những cái dây thần kinh ngoại biên, nhất là những dây mà nhỏ gần ngoài da đó, chúng ta không thể thấy nổi cái đuôi này, thì vẫn dựa vào cái tính chất phản âm của nó để vẫn có thể hướng được nó là u của dây thần kinh. Nhất là nó thường thường nó có hình oval, nó rất là đẹp, rất là tròn kiểu như vậy, vỏ bao rất là rõ, phản âm thường kém và nó có mạch máu trong đó, mạch máu vẫn có phổ động mạch, cũng có phổ tĩnh mạch, và chúng ta đè mạnh nó mới xẹp. Nó phân biệt với cái u mạch máu là chúng ta chỉ cần đè nhẹ là nó xẹp được, nó mất cái hiệu động tâm. Về ảnh giả, đối với siêu âm gân thì cái ảnh giả quan trọng nhất là cái phản âm kém giả. Và cái điều này là từ hồi xưa khi mà sở dĩ mà siêu âm gân không có phát triển được là vì cái phản âm này. Ngày xưa các đầu dò nó chưa có được tốt như bây giờ, và người ta có thể dùng cái đầu dò bụng để khám cái gân. Và với cái đầu dò bụng thì luôn luôn có cái phản âm kém giả này. Chúng ta xem cái hình. Đây, dùng một cái đầu dò cong để xem một cái gân. Chúng ta biết là cái gân nó phản âm dày, nhưng mà phải là ở chỗ nào mà cùng tia vuông góc với cái sợi gân nó mới phản âm dày. Cho nên nếu dùng đầu dò bụng để cắt cái gân á, thì lúc nào nó cũng có phản âm kém ở hai bên như thế này. Và chính vì cái phản âm kém này, người ta nói, nếu nói nó là bệnh lý thì chúng ta sai sót quá nhiều, độ đặc hiệu không có cao, và nếu bỏ qua thì bị sót những cái bệnh. Cho nên là chính vậy mà một thời gian dài cũng phát triển được do cái phản âm kém giả này. Và với đầu dò linear thì những cái gân mà nó thẳng á, ta thấy nó thẳng thì nó sẽ thấy phản âm dày toàn bộ. Vậy thì cái khắc phục chúng ta phải biết được, không phải cái gân nào mình khám nó cũng thẳng. Những cái gân nó uốn theo những cái đầu xương, những cái khớp, cho nên là nó cong, nó quẹo. Thì cái gân nó cong tới đâu thì cái đầu dò mình phải đổi hướng theo cái đó. Miễn sao mà cái vùng mà mình khảo sát, mình muốn nói nó là bệnh á, thì cái đầu dò lúc đó nó phải thẳng góc với cái sợi gân đó thì mới được. Thì cái ảnh giả nó gọi là phản âm kém giả. Và chúng ta lưu ý trên mặt cắt ngang cũng vậy. Ví dụ cái hình này là cắt ngang của cái gân gót. Chúng ta thấy để đầu dò thẳng góc với gân gót thì phản âm nó dày như vậy. Nhưng mà nghiêng đầu dò chút xíu thì phản âm nó rất là kém này. Cho nên là phản âm dày với kém này là do kỹ thuật, do hướng của trường tia chứ không phải là do bệnh lý. Và chúng ta sẽ kết luận một cái gân bệnh khi nào, ví dụ chỗ này phản âm kém, nhưng mà khi đầu dò chúng ta để thẳng góc với nó vẫn phản âm kém, thì chúng ta mới nghi là nó là bệnh. Còn cái xảo ảnh này gọi là đa âm phản hồi hay là sóng âm dội lại nhiều lần, thì chúng ta thấy là nó tạo thành ở một cái bề mặt phản âm mạnh, sau đó tạo thành nhiều cảnh giả như này, nó làm che lấp những cái hình ảnh tổn thương bên dưới. Đây là một cảnh giả để chúng ta lưu ý. Thì cái này là xong cái phần tổng quan siêu âm cơ xương khớp. Thì tiếp theo thì tôi xin trình bày thêm một chút xíu về một số cái bệnh lý
cơ xương khớp mà gọi là đặc trưng thường gặp.